Có rất là nhiều chị em phụ nữ hiện nay hùng hồn tuyên bố rằng chỉ cần nhiều tiền là được, đàn ông có hay không không quan trọng. Nhưng theo em Dung, đây là tư tưởng không đúng. Có tiền vẫn ngỏ bình thường, khi mà bạn chưa có tiền thì bạn sẽ phấn đấu để có nhiều tiền. Nhưng khi có tiền rồi, trong rất nhiều những thứ mà bạn cần, bạn sẽ cần một người đàn ông. Ở xã hội này, chưa có một người phụ nữ nào nhiều tiền mà không có người đàn ông bên cạnh cả. Chỉ là họ có công khai hay là không thôi. Chúng ta rồi cũng phải thừa nhận thôi, đàn ông và tiền đều là quan trọng. Và quan trọng là tình yêu của chúng ta và người đàn ông đó đúng quy chuẩn đạo đức, là tình yêu đẹp dành cho nhau. Tại sao lại phải phủ nhận đi tầm quan trọng của nhau? Nhất là đối với những người phụ nữ chuẩn bị ly hôn hoặc là mới ly hôn, họ sẽ có tư tưởng là ở vậy thôi, chỉ cần con thôi chứ không cần đàn ông. Nhưng thực sự nếu cuộc sống của bạn có một người đàn ông bên cạnh cùng gánh vác, cùng chia sẻ, cùng dành tình yêu thương cho bạn, thì bạn mới cảm thấy cuộc đời này thực sự có ý nghĩa. Còn những người mà cả đời chỉ sống một mình, chỉ có con, bạn bè mà không có một người đàn ông để tâm sự hoặc ở bên cạnh, thì trong sâu thẳm chắc chắn họ vẫn sẽ cảm thấy trống rỗng chứ không thể đủ đầy. Có đúng không ạ?